Phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bruxelles hôm 29 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng phương Tây không nên đánh giá thấp Nga vì Moscow đang tích trữ kho tên lửa lớn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông tổng thư ký nato cho biết liên minh này và ukraine đã thông qua chương trình hợp tác trong năm tới bao gồm an ninh năng lượng và huấn luyện quân đội chúng tôi đã phê duyệt chương trình làm việc đầy tham vọng cho năm tới bao gồm an ninh năng lượng đổi mới và khả năng tương tác ông stoltenberg nói cho biết các bên đã thảo luận về những cải cách mà kiev nên thực hiện để xích lại gần hơn với liên minh bộ quốc phòng nga cho biết vừa thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các hệ thống radar và phòng không kho nhiên liệu và đạn dược cũng như khí tài ukraine ở nhiều khu vực sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, các quan chức quân sự ở Washington và Kiev tuyên bố Moscow chỉ còn nguồn cung cấp tên lửa cho vài tuần. Đến tháng 11 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, khi đó là Alexei Renikov nói Nga chỉ còn lại 229 tên lửa hành trình Kalib và 132 tên lửa hành trình KH-101. Thế nhưng, Bộ Quốc phòng Nga cuối năm ngoái tuyên bố tên lửa hành trình Kalib của Nga sẽ không bao giờ cạn kiệt. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu phương Tây cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, Mỹ hiện không đủ khả năng cung cấp các hệ thống này. Đầu tháng 11, Nhà Trắng thừa nhận số tiền phân bổ trước đó cho Kiev gần như đã được chi tiêu hết. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp hơn 60 tỷ đô la Mỹ tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn bị đình trệ do sự phản đối của một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa.